Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 9 tháng 5 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Khi mà dư âm của vòng đấu cuối tuần vừa rồi vẫn còn rất lớn, thì chúng ta lại được chứng kiến thêm nhiều tin tức nóng hổi xuất hiện ở thế giới bóng đá. Vậy cụ thể các đội bóng tên tuổi đã có những chuyển động gì trong 24 giờ qua? Có thông tin nào đáng chú ý làm thúc cầu hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Sau hai trận đầu tiên của vòng bảng chỉ phải gặp những đội bóng dưới cờ thì UAE Việt Nam đã gặp thử thách thực sự mang tên UAE Malaysia vào tối qua. Tuy vậy, sự quyết tâm đã giúp cho các chàng trai áo đỏ sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Văn Tùng ở phút thứ 7. Mọi việc sau đó tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho thầy trò Philippe Troussier khi Văn Tùng lần thứ 2 điền tên mình lên bảng tỷ số phút 33. Tuy vậy, do sân chơi bóng ướt cùng một chút thiếu may mắn đã khiến binh đoàn dùng vàng bị đội bạn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở cuối hiệp 1. Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì mà UAE Malaysia làm được khi họ không những bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa mà còn tạo ấn tượng xấu khi nhận liền hai thẻ đỏ ở giai đoạn cuối trận. Chiến thắng 2-1 rất quan trọng này giúp cho UAE Việt Nam chắc chắn bước tiếp vào vòng bán kết. Được biết, ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng thì thầy trò Philippe Troussier sẽ phải đại chiến với UAE Thái Lan để phân định ngôi nhất bảng. Bước vào trận đấu với Ankhalay trong bối cảnh buộc phải thắng để duy trì cơ hội vô địch, nhưng Anas lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng. Họ để đối thủ mở được tỷ số phút thứ 4 và phải rất nỗ lực mới có được bàn gỡ hòa của Alvaro Gonzalez ở giai đoạn giữa hiệp 1. Thời gian sau đó dù tạo ra được vô số các cơ hội, nhưng Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội không thể nào có được bàn thắng kết liễu trận đấu. Trận hòa tai hại này khiến cho Anas bị đội đầu bảng Al Ittihad nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm và tỏ ra khá hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Ngay sau khi những lùm xùm giữa Messi và Paris Saint-Germain nổ ra, thì các tin đồn về việc đại gia Al Hilal ở Ả Rập Xê Út sẵn sàng bạo chi vì chủ nhân của 7 quả bóng vàng đã liên tục xuất hiện. Thậm chí vào hôm qua, thì các đồn đoán về việc nhà vô địch thế giới 2022 đã đồng ý gia nhập đội bóng Tây Á đã được tung ra, và điều gây sốc là anh sẽ đến đây cùng hai người đồng đội cũ là Sergio Busquets và Jordi Alba. Tuy vậy, chỉ vài tiếng sau sự xuất hiện của các thông tin sốt dẻo trên, thì tờ Mundo Deportivo đã lên bài để phủ nhận tất cả. Các thông tin mới nhất xác nhận Messi chưa chốt bất cứ một điều gì với Al Hilal và mọi khả năng vẫn còn đang bỏ ngỏ. Theo một cập nhật liên quan đến Lionel Messi thì huyền thoại người Argentina đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở Paris Saint-Germain vào hôm qua. Mối quan hệ giữa tiền đạo 35 tuổi cùng ông lớn nước Pháp có vẻ đã dịu đi sau khi M10 vừa tung ra một clip xin lỗi đội bóng và các đồng đội. Tuy nhiên, chưa rõ liệu chủ nhân của 7 quả bóng vàng có được sử dụng trong trận đấu sắp tới với Ajaccio hay không. Quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới của Chelsea đã diễn ra rầm rộ trong thời gian vừa qua và rất có thể nó sẽ kết thúc ngay trong vài ngày tới. Theo nhà báo David Ornstein, The Blue nhiều khả năng sẽ công bố tân thuyền trưởng ngay trong tuần này với cái tên được chọn gần như chắc chắn là Mauricio Pochettino. Cựu huấn luyện viên của Paris Saint-Germain được cho là sẽ có sự trao đổi với ông thầy tạm quyền Frank Lampard và các quản lý của đội bóng trước khi mùa hè bắt đầu. Như vậy là sau quá nhiều đồn đoán, thì dường như Barcelona đã xác định sẽ chia tay Rafinha ngay hè này. Theo tờ thể thao Tây Ban Nha, ông lớn xứ Catalan sẵn sàng để ngôi sao người Brazil ra đi và muốn thu về 80 triệu euro từ thương vụ này. Được biết, cầu thủ 26 tuổi cũng sẵn sàng rời Blaugrana để tìm kiếm một bến đỗ mới. Cho đến hiện tại thì Chelsea và Newcastle đang là những câu lạc bộ quan tâm đến Rafinha nhất. Vào 2 giờ rạng sáng mai thì Real Madrid cùng Man City sẽ bước vào trận bán kết lượt đi cúp C1. The Citizen sẽ gặp bất lợi khi phải đá sân khách trong cuộc đấu sắp tới, và mới đây thì ngôi sao Bernardo Silva đã lên tiếng tiết lộ về 4 nhân tố mà anh ngại nhất bên phía đối thủ qua phát biểu. Nếu Real Madrid không có Modric, Kroos, Vinicius hay Benzema thì họ sẽ chẳng giành được gì cả. Cũng liên quan đến quá trình chuẩn bị cho Manchester City trước cuộc đấu đêm này thì khả năng ra sân của hậu vệ Nathan Ake vẫn đang bỏ ngỏ. Cầu thủ người Hà Lan đã rời sân sớm trong cuộc đấu với Leeds United cuối tuần trước và được cho là không xuất hiện trong buổi tập mới đây của The Citizen. Do đó, nhiều khả năng các cổ động viên sẽ phải đợi đến phút chót mới biết được nhân tố 28 tuổi có thể đá chính hay không. Thị trường chuyển nhượng hè đang đến gần và Barcelona được cho là sẵn sàng chia tay nhiều cái tên nếu nhận được mức giá hợp lý. Tuy vậy,
Theo Mundo Deportivo thì huấn luyện viên Xavi đã trình lên ban lãnh đạo đội bóng danh sách 7 cầu thủ tuyệt đối không được bán với bất kỳ giá nào. Theo đó, Ter Stegen, Christensen, Araujo, De Jong, Pedri, Dembele cùng Lewandowski là những trụ cột được ông thầy người Tây Ban Nha tin tưởng tuyệt đối và muốn giữ lại bằng mọi cách. Là một trong những cầu thủ có thâm niên và sở hữu trình độ chơi bóng cao nhất Liverpool nên khá dễ hiểu khi Mohamed Salah sắp được nâng cao vị trí của mình trong phòng thay đồ. Theo đó, ngôi sao người Ai Cập sẽ được thêm vào ban cán sự gồm các đội trưởng đội phó của lữ đoàn đỏ bắt đầu từ mùa giải năm sau. Được biết, đây là động thái bổ sung của The Kop với việc họ sẽ chia tay Jamie Miner sau đây ít tuần. Bayern Munich đang cạnh tranh quyết liệt với Dortmund trong cuộc đua vô địch Bundesliga và mới đây thì hùng xám xứ Bavaria đã đón một tin không thể vui hơn. Cụ thể, hậu vệ Dayot Upamecano được ghi nhận đã hoàn thành một buổi tập cá nhân và sắp trở lại tập luyện cùng toàn đội. Được biết, cầu thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận gặp Schalke vào thứ Bảy tới. Liverpool đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi liên tục được đồn đoán với những cái tên chất lượng. Sau McAllister và Declan Rice thì đến lượt ngôi sao Yuri Tielemans được cho là đã lọt vào tầm ngắm của The Kop. Được biết, huấn luyện viên Jurgen Klopp rất kết ngôi sao người Bỉ khi cầu thủ này sở hữu sự linh hoạt để chơi được nhiều vị trí ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, do Tielemans sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè nên chắc chắn sự cạnh tranh mà Liverpool gặp phải sẽ là rất lớn. Hiện đã có Arsenal và Manchester United cũng đang theo rất sát ngôi sao của Bầy Cáo. Là một trong những huấn luyện viên được đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại và dường như Diego Simeone vẫn chưa đưa ra bất kỳ một quyết định nào liên quan đến tương lai của mình. Ông thầy người Argentina đã chọn cách trả lời khá thận trọng về khả năng chia tay Atlético Madrid qua phát biểu: "Tôi còn một năm hợp đồng với Atlético Madrid và giờ chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ đến." Rodrigo vừa có công lớn giúp Real Madrid vô địch Copa del Rey với việc lập được một cú đúp vô cùng ấn tượng. Tuy vậy, niềm vui của chân sút người Brazil đã không thể trọn vẹn khi cầu thủ này đã vướng phải một số sự cố nghiêm trọng. Cụ thể, nhà của Rodrigo đã bị cướp khi ngôi sao 22 tuổi đang cùng kênh trắng thi đấu với Osasuna. Vụ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đôi chút đến cầu thủ của kênh trắng trong bối cảnh đại diện với Man City đang đến gần. Dù từng là một trong những cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới, nhưng những chấn thương liên miên đã khiến Eden Hazard không thể hiện thực được nhiều trong màu áo của Real Madrid. Việc này dường như cũng làm sự hứng thú ngôi sao người Bỉ với trái bóng tròn giảm đi trông thấy. Theo tờ Relevo, cựu sao Chelsea đang cân nhắc việc nghiêm túc sẽ nghỉ hưu sau khi hết hạn hợp đồng với Real Madrid vào hè năm sau. Với việc chơi không được như kỳ vọng trong mùa giải năm nay, thì Christian Pulisic đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea giao bán ngày hè này. Tuy vậy, với tiềm năng của mình thì ngôi sao người Mỹ cũng không thiếu những bến đỗ chất lượng. Các nguồn tin cho biết hai đại gia ở bóng đá Ý là Napoli cùng Juventus rất quan tâm đến nhân tố 24 tuổi và sẵn sàng đại chiến với nhau để có được chữ ký của cầu thủ này. Chỉ có đóng góp rất hạn chế cho Liverpool mùa này nên không ngạc nhiên khi Arthur vừa đưa ra quyết định sẽ rời khỏi sân Anfield. Chính ngôi sao 26 tuổi vừa lên tiếng về tương lai của mình qua phát biểu: "Tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới và hy vọng có thể nói lời tạm biệt với Liverpool bằng cách chơi vài phút. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, câu lạc bộ và club khi họ luôn đối xử tốt với tôi." Mặc dù rất muốn gắn bó với Morata và đã tổ chức đàm phán gia hạn từ sớm, nhưng Atletico Madrid vẫn đang khá khó khăn trong việc giữ chân tiền đạo người Tây Ban Nha. Theo tờ Marca, các điều kiện của Los Rojos Blancos dường như vẫn chưa khiến cho chân sút 30 tuổi hài lòng và đồng ý ký vào bản hợp đồng mới. Được biết, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra khá khẩn trương, nhưng cũng không thiếu câu lạc bộ sẵn sàng nhảy vào đàm phán đại diện của xứ sở đấu bỏ. Cụ thể thì AC Milan và Juventus đang theo rất sát Morata và sẵn sàng tiếp cận cầu thủ này nếu việc gia hạn của anh gặp vấn đề. Paris Saint-Germain đang đối diện nguy cơ chảy máu nhân sự vào mùa hè. Sau khi Lionel Messi thì đến lượt Marco Verratti đang có ý định ra đi. Tờ L'Equipe cho biết ngôi sao người Ý đang cân nhắc nghiêm túc việc rời khỏi sân công viên Các Hoàng tử ngay trong thời gian tới. Được biết, Real Madrid là điểm đến Verratti nhắm đến khi anh được cho là đã liên hệ với huấn luyện viên Ancelotti. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Đêm nay thì tâm điểm của làng túc cầu sẽ là cuộc đại chiến của Real Madrid và Man City ở bán kết lượt đi Cúp C1. Kết quả của trận cầu này cũng nhiều tin tức hấp dẫn khác của thế giới bóng đá sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem, còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và bình an.